Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái họa tiết caro như vậy ha các bạn. Đây rất là xinh xắn các bạn ơi. Đây. Các bạn móc cái mũi này thì nó rất là đứng giỏ nha các bạn. Các bạn khỏi cần nẹp căng vát cũng được nữa. Đây cái giỏ này. Đây các bạn có thể là móc giỏ ha, hoặc là các bạn có thể móc những cái chiếc áo gối để ghế sofa ha, đều rất là đẹp nha các bạn. Rồi mình đi vào nguyên liệu ha. Ở nguyên liệu hôm nay mình sẽ sử dụng sợi thô ha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình hai màu như vậy ha. Rồi mình đi vào chi tiết nha các bạn. Rồi trước tiên các bạn sẽ đi cho mình là 20 bính ha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ở cái bính đầu tiên này ha, các bạn sẽ đi cho mình là 3 mũi đơn vào chung một chân nha các bạn. 1 2 3. Rồi sau đó những cái chân còn lại ha, các bạn sẽ đi cho mình là một mũi đơn ha. Rồi sau khi đi tới cái mũi cuối cùng bên này ha, đây cái chân cuối cùng này các bạn cũng đi cho mình vô cái chân này là 3 mũi đơn nha các bạn. 1 2 3. Rồi, sau đó các bạn sẽ đi cho mình một hàng mũi đơn hết ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết hàng giùm mình nha. Rồi sau khi móc hết hàng ha, thì các bạn sẽ kết vòng lại giùm mình ha. Rồi hàng tiếp theo các bạn sẽ lên cho mình một bính ha các bạn. Rồi ba cái chân này, ba cái chân hồi nãy mình thêm này ha, các bạn sẽ đi cho mình một chân như vậy, các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi đơn ha. Hai mũi đơn vào chung một chân này các bạn. Rồi chân tiếp theo cũng hai mũi đơn vào chung một chân ha. Đấy, chân tiếp theo cũng hai mũi đơn vào chung một chân luôn. Rồi các bạn sẽ đi mũi đơn ha, đi một hàng mũi đơn cho tới mí bên này ha. Đây, ba cái mũi đơn ở trên cùng này các bạn cũng đi là hai mũi đơn vào chung một chân ha. Đây, mình sẽ đi tới cái đoạn này ha các bạn. Cái khúc này thì chân nào thì các bạn sẽ đi chân đó thôi ha. Rồi sau khi các bạn đã móc tới cái đỉnh này ha, đây ba cái mũi trên cùng này ha, các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi đơn vào chung một chân nha các bạn. Rồi tiếp tục hai mũi đơn vào chung một chân ha. Rồi sau đó các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi đơn về hết ha.
Rồi hàng tiếp theo ha, bắt đầu mình sẽ đi cái mũi kiểu này ha các bạn. Rồi trước tiên ha, các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi đơn chờ như vậy ha. Đấy. Rồi sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ, các bạn rút qua ha, hai mũi trên kim. Sau đó ngoắc chỉ rút qua hai mũi trên kim nữa ha. Rồi đây. Ở đây nè, các bạn sẽ thấy hai cái mũi đây nè. Đây ha. Mình sẽ xỏ kim vào đây. Đây, mình sẽ ngoắc cái đường này lên ha. Các bạn cũng đi một mũi đơn chờ vào đây ha. Tiếp tục các bạn sẽ đi chung chân hay ha các bạn. Đây, một mũi đơn chờ ở đây ha. Sau đó các bạn sẽ bắt một cái mũi đơn chờ mới vào cái chân tiếp theo ha. Đây. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ và kéo qua hai mũi trên kim ha. Lần lượt các bạn sẽ kéo qua hai mũi trên kim thôi. Đây. Rồi như vậy thì nó sẽ có hai cái đường này các bạn đây. Một cái đường này và một cái đường này ha. Sau đó các bạn sẽ đi cái mũi đơn chờ tiếp theo ha. Đây, 1 2. Sau đó các bạn sẽ đi một mũi chung chân đây ha. Tiếp tục các bạn sẽ bắt một cái mũi đơn chờ ở đây nữa ha. Sau đó các bạn sẽ mắc chỉ và các bạn kéo qua, lần lượt kéo qua hai mũi trên kim ha các bạn. Đây. Rồi sau khi các bạn đã đi được ba cái lần này, bạn 1 2 3. Tại vì mình đi cái ô vuông này là có ba hàng rồi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi mũi trượt qua ha. Đây, trường hợp mà các bạn làm cái giỏ bự hơn á, thì các bạn sẽ đi cái ô vuông nó, cái hàng nó bự hơn ha. Còn cái này mình đi cái mình đang móc cái giỏ đựng điện thoại á, cho nên cái ô vuông của mình nó sẽ nhỏ thôi ha, cho nó phù hợp với cái túi ha. Rồi, hàng tiếp theo ha, à, cái hoa văn tiếp theo ha. Đây, các bạn sẽ đi cho mình là hai mũi đơn chờ nè các bạn. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ và rút qua lần lượt hai mũi trên kim ha. Rồi sau đó các bạn sẽ ngoắc ở đây. Đây, cái mũi đơn, các bạn đi một mũi đơn chờ ở đây. Sau đó đi vào cái chung cái chân hồi nãy nè các bạn. Đây, một mũi nữa ha. Tiếp tục mình sẽ bắt thêm một cái mũi mới nữa. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ là kéo qua lần lượt hai mũi trên kim nha các bạn. Đây. Rồi tiếp tục ha, đây các bạn. Đây, các bạn thấy cái mũi này nó có sẵn nè. Đây, nó có sẵn nè. Sau đó các bạn sẽ đâm vào chung chân ha các bạn. Đây, chung chân. Tiếp tục mình sẽ tạo một cái mũi mới ở chân bên cạnh. Sau đó các bạn sẽ rút qua lần lượt hai mũi trên kim ha. Đây, mình sẽ được là ba hàng ha các bạn. Đây, 1, 2 và 3 hàng ha. Do cái túi của mình làm là túi đựng điện thoại nhỏ đó các bạn, cho nên mình chỉ đi cái ô vuông của nó là ba hàng thôi ha. Trường hợp các bạn muốn móc cái giỏ bự hơn thì các bạn có thể là tăng cái số mũi lên ha. Và mình sẽ đi cái số hàng nó nhiều hơn thì nó sẽ bự cái hình vuông này lên thôi ha. Rồi tiếp tục ha các bạn. Đây, các bạn sẽ đi hai mũi đơn chờ như vậy ha. Sau đó các bạn sẽ ngoắc qua hai mũi trên kim, tiếp tục ngoắc qua hai mũi trên kim ha. Sau đó mình sẽ đi vào đây nè, một mũi đơn chờ nữa, tiếp tục sẽ đi vào chung chân này các bạn, một mũi đơn chờ ha. Tiếp tục các bạn sẽ khơi một cái mũi mới ha, tạo một cái mũi mới nè. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ kéo qua hai lần lượt hai mũi trên kim. Rồi như vậy là mình sẽ được hai đường này các bạn. Đây, mình sẽ đi hai cái mũi đơn chờ vào đây ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi chung chân ha. Đây, chung chân hồi nãy đây, mũi này nè. Rồi sau đó mình sẽ tạo một cái mũi mới ở bên cạnh nữa ha. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ kéo qua lần lượt hai mũi trên kim ha các bạn. Đây, các bạn ngoắc chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim thôi. Đây. Rồi sau đó và các bạn sẽ đi những cái mũi trượt lại ha. Đây, mình đã đi được vào ba cái hoa văn này các bạn. Đây, cái giống như là nửa cái hình vuông vậy đó ha. Tiếp tục ha, mình sẽ đi thêm một cái hoa văn nữa ha. Đây, các bạn đi một nè, hai mũi đơn chờ ha. Sau đó các bạn sẽ móc chỉ và rút qua hai mũi trên kim ha. Đây, như vậy là mình sẽ có được một cái mũi sẵn nè ha. Rồi các bạn sẽ đi một mũi đơn chờ vào đây. Tiếp tục các bạn sẽ đi một cái mũi đơn chờ vào chung chân hồi nãy ha. Tiếp tục các bạn sẽ tạo một cái mũi mới. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ và kéo qua hai mũi trên kim.
lần lượt kéo qua hai mũi trên kim cho tới hết ha các bạn. Rồi sau đó đây nó có hai cái đường sẵn này, các bạn sẽ đi hai cái mũi đơn vào đây ha. Đây hai mũi đơn chờ vào đây. Sau đó các bạn sẽ đi chung chân hồi nãy nè, một mũi. Tiếp tục các bạn sẽ tạo một cái mũi mới vào cái chân tiếp theo ha. Sau đó các bạn ngoắc chỉ kéo qua lần lượt hai mũi trên kim. Đó các bạn kéo cho tới hết ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi mũi trượt qua. Rồi như vậy là mình đã làm được cái đây mình đã tạo được cái nửa cái ô vuông đầu tiên ha các bạn. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Đây cái mũi hoa văn cuối cùng ha các bạn. Các bạn cũng trượt những cái mũi này qua chân như vậy ha. Đây các bạn sẽ đi 3 mũi trượt ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đính vào đây thôi ha. Đây. Mình sẽ rút cái mũi này luôn ha các bạn. Rồi hàng tiếp theo ha các bạn, hàng tiếp theo thì mình sẽ nối cái chỉ số 2 vào ở ngay cái đỉnh này ha. Đây. Đây các bạn sẽ nối chỉ vào ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi cho mình đây. Một mũi đơn chờ. Hai mũi đơn chờ. Ba mũi đơn chờ. Và 4 mũi đơn chờ ha các bạn. 4 mũi đơn chờ như vậy. Và sau đó thì các bạn sẽ ngoắc chỉ ha, rút qua lần lượt các mũi trên kim ha các bạn. Đây, hai mũi trên kim ha. Đây mình lần lượt mình rút qua hai mũi trên kim ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn cũng khởi tạo những cái mũi đơn chờ mới ha. Đây, 1 2 3 4. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim ha các bạn. Đây. Rồi tiếp tục ha. Mình cũng đi những cái mũi đơn chờ đây ha. 1 2 3. Sau đó mình sẽ đi một cái mũi mới ha các bạn. Đây mình sẽ bắt một cái mũi mới ha. Bắt một cái mũi đơn mới. Rồi sau đó các bạn cũng ngoắc chỉ ha, kéo qua hai mũi lần lượt trên kim luôn ha các bạn. Đây. 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 Đây nó được 3 hàng này các bạn ha, 3 hàng. Đây, cái ô vuông của mình là cách mình làm 3 hàng á ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đi cái mũi trượt ha, trượt qua 3 cái mũi này ha các bạn. Đây, 1 2 3. Và sau đó mình sẽ kết ở đây ha. À, đây mình sẽ ra được một cái hình vuông đầu tiên này nè các bạn. Rồi tiếp tục ha. Đây các bạn cũng tiếp tục các bạn sẽ đi cái mũi đơn chờ như vậy ha các bạn. Đây. 1 2 3 4. Rồi các bạn sẽ đi cho mình 4 mũi đơn chờ như vậy ha. Sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ ha và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim giùm mình ha. Đây. Các bạn cứ kéo qua lần lượt hai mũi trên kim thôi. Ha, đây. Rồi sau đó các bạn sẽ khởi tạo những cái mũi đơn mới ha, có sẵn đây ha. Đây và mình sẽ làm một cái mũi đơn mới vào đây. Sau đó các bạn ngoắc chỉ và kéo qua lần lượt các mũi trên kim ha. Rồi tiếp tục mình cũng tạo 3 cái mũi đơn chờ ở đây ha. Rồi sau đó mình sẽ đi một cái mũi đơn chờ mới ở đây. Rồi sau đó các bạn sẽ rút qua lần lượt các mũi trên kim ha. Rồi sau khi đã đi được 3 hàng như vậy thì các bạn sẽ trượt cái mũi này ha. Đây nó sẽ tạo ra cái hình vuông ha các bạn. Đây là mình sẽ kết ở ngay cái đỉnh đó ha các bạn. Đây. Đây các bạn.
mình đã được cái hình vuông thứ hai đây nè ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn cũng đi bốn mũi đơn chờ như vậy ha, 1 2 3 4 ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ rút chỉ kéo qua hai mũi chân kim ha, lần lượt rút qua kéo qua hai mũi chân kim cho tới hết ha. Rồi sau đó các bạn sẽ đi 3 mũi đơn chờ đây ha. Thì mình sẽ tạo một cái mũi mới ha. Sau đó các bạn sẽ khoác chỉ và lần lượt kéo qua hai mũi trên kim ha các bạn, cho tới hết ha. Rồi tiếp tục mình sẽ đi 3 mũi đơn chờ có sẵn đây ha. Sau đó mình sẽ khởi tạo một cái mũi mới ha. Đây. Rồi sau đó các bạn sẽ khoác chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim ha. Rồi tiếp sau khi đi xong 3 hàng thì các bạn sẽ đi 3 mũi trượt còn lại ha. Đây, trượt qua 3 mũi còn lại thì mình sẽ được một cái hình vuông ha. Và sau đó các bạn sẽ kết ở trên cái đỉnh này ha. Đây nha các bạn. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ móc hết hàng giùm mình ha. Và sau khi móc cái ô vuông cuối cùng ha, các bạn cũng trượt những cái mũi này qua 3 chân này ha. Và sau đó mình sẽ kết ở đây ha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ luồn chỉ vào đây mà mình rút cái mũi này lại ha. Đấy. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ dùng cái cọng chỉ màu hồng ha. Đây, cọng chỉ màu hồng này các bạn. Đây, mình sẽ nối tiếp lên trên cái đỉnh này và mình sẽ móc cái ô vuông tiếp theo ha. Đây, mình sẽ nối lên đây. Rồi sau đó các bạn cũng đi cho mình là 4 mũi đơn chờ như vậy luôn ha các bạn. Đây. 1 2 3 4. Rồi sau đó các bạn cũng ngoắc chỉ và kéo qua lần lượt các mũi trên kim ha các bạn. Đây. Rồi sau đó các bạn sẽ đi 3 mũi đơn này ha. 3 mũi đơn chờ như vậy. Rồi sau đó các bạn sẽ bắt một cái mũi đơn mới bên này ha. Rồi sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi 3 cái mũi đơn như vậy ha. 3 mũi đơn chờ có sẵn nè. Và các bạn sẽ tạo một cái mũi mới ở đây ha. Rồi sau khi đi được 3 hàng thì các bạn sẽ trượt qua 3 mũi đơn này ha. Rồi sau đó các bạn sẽ kết ở trên đỉnh này ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi cho mình 4 mũi đơn chờ tiếp theo ha. 1 2 3 4. Rồi sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ và trượt qua hai mũi trên kim ha. Đấy. Rồi sau đó các bạn cũng đi 3 mũi đơn chờ luôn ha. Và tiếp tục các bạn cũng bắt một cái mũi mới ở bên chân bên này ha. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo qua lần lượt hai mũi trên kim ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi 3 mũi đơn chờ này ha. Rồi các bạn sẽ bắt một cái mũi mới ở bên này. Rồi sau đó các bạn sẽ ngoắc chỉ và rút qua hai mũi trên kim ha. Đây ha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ đi 3 mũi trượt qua 3 cái chân này ha. Đấy. Rồi sau đó các bạn sẽ kết ở trên này ha. Đấy. Đây ha các bạn. Rồi tiếp tục ha, các bạn cũng đi cho mình là 4 mũi đơn chờ ha. 1 2 3 4. Và sau đó các bạn cũng ngoắc chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim ha. Đấy. Rồi sau đó ha. Đây các bạn sẽ đi 3 mũi đơn chờ. 1 2 3. Rồi sau đó mình sẽ bắt một cái mũi mới bên này ha.
4 nè. Và sau đó các bạn sẽ mắc chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim ha. Rồi tiếp tục các bạn cũng bắt cái mũi mới nha, 1 2 3. Rồi các bạn tạo một cái mũi mới, bên này là 4 nha. Sau đó các bạn quắt chỉ và kéo qua lần lượt hai mũi trên kim cho tới hết ha. Và sau khi đi được ba hàng thì các bạn sẽ đi những cái mũi trượt qua ha. Đây. Rồi sau đó các bạn sẽ kết cái mũi này ở đây ha. Rồi cứ như vậy thì các bạn sẽ đi hết hàng giùm mình ha. Rồi các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã đi được những cái ô vuông mà bằng với cái kích thước của cái giỏ như vậy ha các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái những cái hình tam giác ở mé trên cho cái mí nó bằng lại như vậy ha. Đây các bạn cũng nối chỉ vào đây luôn ha các bạn. Đây các bạn cũng nối chỉ vào giống y như vậy luôn ha. Đây, nối chỉ vào đây. Ngay cái đỉnh này các bạn. Rồi sau đó thì các bạn cũng đi cho mình là 4 mũi chờ như vậy ha. 1 2 3 và 4 mũi chờ ha các bạn. Rồi sau đó ha, các bạn sẽ ngoắc chỉ qua như vậy. Đây cái mũi đầu, 2 mũi trên kim ha. Tiếp tục 2 mũi trên kim ha các bạn. Tới khi nào mà còn 3 mũi trên kim như vậy ha, 3 mũi trên kim như vậy nè, các bạn sẽ ngoắc chỉ rút qua hết 3 mũi trên kim giùm mình ha. Đấy ha. Rồi tiếp tục ha. Đây các bạn sẽ móc một cái mũi chờ nè. 2 mũi chờ nè. Tiếp tục là 3 mũi chờ ha các bạn. Đây. Sau đó các bạn sẽ ngoắc qua 2 mũi trên kim ha. Đây, còn 3 mũi trên kim các bạn sẽ ngoắc chỉ và rút hết qua 3 mũi trên kim giùm mình ha. Rồi tiếp tục ở đây mình sẽ còn một mũi nữa ha. Và mình sẽ bắt một cái mũi mới ở đây. Như vậy là được 3 mũi trên kim ha các bạn. Để các bạn sẽ ngoắc chỉ và rút qua hết ha. Rồi như vậy mình sẽ được nửa cái hình tam giác còn lại ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết mũi ở ngay chỗ cái đỉnh này ha. Đây các bạn sẽ kết vào đây ha. Đây. Và tiếp tục ha các bạn. Đây các bạn sẽ đi 1 2 3 4 ha. Sau đó các bạn ngoắc qua, rút qua 2 mũi trên kim ha. Tiếp tục 2 mũi trên kim ha các bạn. Đây còn 3 mũi còn lại ha. Thì các bạn sẽ rút hết qua 3 mũi còn lại. Đây ha các bạn. Và tiếp tục ha, các bạn sẽ bắt 2 mũi đây ha. 1 nè. 2 nè ha. Sau đó các bạn sẽ bắt thêm một mũi ở đây ha. Sau đó các bạn quắt chỉ kéo qua 2 mũi trên kim ha. Rồi còn 3 mũi trên kim này các bạn sẽ quắt chỉ và kéo qua hết 3 mũi trên kim ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ bắt một cái mũi mới ở đây. Rồi một cái chân mới ở đây ha. Đây như vậy được 3 mũi trên kim ha. Mình sẽ quắt và kéo qua hết 3 mũi trên kim ha. Rồi sau đó các bạn sẽ kết hàng ở đây nha. Đây. Đây các bạn sẽ kết ở đây ha. Rồi tiếp tục mình phải đi qua cái bên này ha, qua cái mũi chân tiếp theo ha. Thì các bạn cũng đi cho mình là 4 mũi. 2 3. Đây, 4 mũi như vậy ha. Sau đó các bạn sẽ ngoắc qua 2 mũi trên kim, rút qua 2 mũi trên kim ha. Đây còn 3 mũi các bạn sẽ rút hết 3 mũi này ha các bạn. Đây. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi 2 1 mũi nè, 2 mũi nè. Và một cái mũi mới bên này ha. Sau đó các bạn sẽ rút qua 2 mũi trên kim. Rồi khi nào còn 3 mũi thì các bạn sẽ rút hết qua 3 mũi ha. Rồi tiếp tục mình sẽ bắt một cái mũi mới ở đây ha. Và cái một mũi ở đây. Đây 3 mũi trên kim nè, mình sẽ ngoắc chỉ và mình sẽ rút qua hết ha. Đây rút qua hết 3 mũi trên kim. Rồi sau đó các bạn sẽ kết ở đây ha. Rồi tiếp tục các bạn cũng đi cho mình là 4 mũi chờ như vậy ha. 1 2 3 4. Rồi sau đó các bạn rút qua 2 mũi trên kim. Tiếp tục 2 mũi trên kim ha. Còn 3 mũi thì các bạn sẽ rút hết qua 3 mũi trên kim ha. Rồi tiếp tục ha, các bạn sẽ đi 2 mũi này. Rồi sau đó các bạn sẽ đi vào chân này ha. Rồi tiếp tục các bạn rút qua 2 mũi trên kim. Khi nào còn 3 mũi trên kim thì các bạn sẽ ngoắc chỉ và rút hết ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ đi mũi này. Và thêm một cái mũi ở đây nữa. Rồi như vậy là 3 mũi trên kim này các bạn.
Sau đó các bạn mắc chỉ và các bạn rút hết ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kết hàng ở đây. Đây các bạn. Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn làm cái mũi hoa văn caro này rồi ha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công ha. Nếu các bạn thích hãy chia sẻ video giùm mình và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được những video mới nhất nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha.